VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, hôm nay tâm trạng của Thảo Vy rất là vui bởi vì sau bao nhiêu ngày vật lộn với những website nè, những dòng sản phẩm hay là những thương hiệu, thậm chí là còn đi tìm hiểu hỏi ý kiến của người thân bạn bè, thì cuối cùng Vy cũng đã tìm ra được cho mình một chiếc loa ưng ý. Một dòng loa có thể nói sẽ là một thách thức đối với những cái đối thủ cùng phân khúc. Một dòng loa chuyên nghiệp thực thụ với chất lượng âm thanh đỉnh cao, cùng với đó là sự bền bỉ vượt trội. Đây là dòng loa chuyên nghiệp thích hợp cho những phòng karaoke VIP hoặc là những sân khấu lớn, thậm chí là những phòng karaoke gia đình vẫn có thể sử dụng được với diện tích lớn. Và dòng loa mà Vy đang muốn nói đến ở đây chính là dòng loa DE Acoustic MH12. Nói đến đây thì có lẽ là một số người đang nghĩ là ôi, Vy điêu quá đi, làm gì mà có dòng loa nào mà xuất sắc đến như vậy đúng không ạ? Nhưng mà ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu nữa đâu, Vy sẽ chứng minh ngay bằng hành động. Vừa rồi là một đoạn test thử âm thanh thực tế của dòng loa DE Acoustic MH12. Chắc hẳn là ngay bây giờ tất cả các bạn đang há hốc mồm bởi vì kinh ngạc đúng không ạ? Đây không phải là âm thanh của một dàn âm thanh lớn mà chúng ta thường hay xem ở ngoài các sân khấu đâu. Đây chỉ là âm thanh phát ra từ một dòng loa mà thôi, không giống như tất cả những gì mà các bạn thường hay xem hay thấy đâu. Chất lượng âm thanh thì cũng đã được chứng minh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng của DE Acoustic MH12 nhé. Chắc chắn là các bạn không chỉ đổ đâu mà còn điêu đứng vì em nó và chỉ muốn chạy ngay đến VDA để có thể rinh em nó về ngay. Độ bền cao từ chất liệu cao cấp DE Acoustic MH12 là dòng loa full 3 tấc được cấu tạo từ chất liệu gỗ sồi đặc trưng của hãng DE, giúp âm thanh ấm áp và có nội lực. Bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện có khả năng chống thấm nước và chống chay, đem đến độ bền tuyệt đối cho loa. Mặt trước được che chắn bởi một lưới thép và các lỗ thoát hơi nhỏ dày đặc, còn phía sau lại được lót một tấm bọc biển giúp bảo vệ củ loa khỏi bám bụi và thấm nước. Từ đó giúp âm thanh phát ra cũng nhờ đó mà trong trẻo và sạch sẽ hơn. Loa DE Acoustic MH12 rất đa năng, vừa có thể treo tường lại vừa có thể đặt trên trần để đứng, vừa có thể đặt loa nằm ngang hoặc nằm dọc đều được. DE Acoustic 12 phù hợp sử dụng cho các dàn karaoke đặt trong diện tích từ 50m² trở xuống, độ phú âm của loa rộng. Với bao nhiêu đó tính năng thì các bạn đã điêu đứng chưa nào? Có thể nói là so với những dòng loa full karaoke khác thì DE Acoustic MH12 đã ăn đứt các đối thủ của mình. Và với dòng loa cao cấp như vậy mà mức giá chỉ là 29.500.000 đồng mà thôi, thì Vy nghĩ đây thực sự là một dòng loa dành cho dân chơi âm thanh thứ thiệt. Còn bây giờ thì nếu như mà bạn muốn mang về chiếc loa DE Acoustic MH12 thì hãy nhanh chân đi đến với showroom VDA Pro hoặc là gọi về số tổng đài 0902 799 186 nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, nhưng mà các bạn nhớ hãy subscribe kênh YouTube của VDA để theo dõi những khuyến mãi cũng như là những dòng sản phẩm mới của chúng tôi nhé.